Quay lại kênh YouTube Lý Việt Emo của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm video này các bạn, hướng dẫn các bạn cách rút tiền từ T-Chain nha các bạn nha. T-Chain đó các bạn. Đây nè, cái app này nè. À, các bạn, cái app này á, thì nó đang đào các bạn ha. Thì mình cũng cũng KYC rồi và cũng đã hướng dẫn các bạn KYC rồi. Và mình đang staking các bạn ha, mình staking đây đó, thì mình đang hưởng lãi đó các bạn, 17% 6 tháng nha đó. Mình staking rất là nhiều lần, 400 ha, nó trả lãi nè các bạn. Đó, đây là những cái lãi không nè, nè cái số staking nè, staking nè ha. Rồi cái này là lãi nha, đó rồi cái này là lớn nhất nè, mình đang staking 2256 nè. Bởi vì cái hiện giờ cái ti này nó cũng giá khá rẻ các bạn, cho nên là mình stack 6 tháng đi, kệ nó giữ càng lâu càng tốt, đâu có cái coin nào ra mà giá cao được các bạn ha, cho nên là stack in đó. Thì cái này được hưởng 30 rồi đó, thì cái đây là cái phần lãi suất của mình ha. Rồi thì mình giới thiệu sơ như vậy, và các bạn nào chưa đào thì hãy đào đi các bạn. Thì cái này nói chung là miễn phí mà, thì chúng ta tích lũy thôi, tích tiểu thành đại thôi. Sau này nó ngon thì ngon, còn không ngon thì cũng không sao, chỉ biết làm sao được ha. Thì cái đường link á, mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên nha. Thì ở đây mình giới thiệu được 4261 rep ha, và mã giới thiệu của mình ở đây. Rồi đây là đường link giới thiệu nè. Thì mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, các bạn click vào cũng được, hoặc là các bạn làm rồi các bạn điền cái mã số là GA9WK ha. Đó. Thì các bạn cứ cần vô cái bình luận đầu tiên là các bạn thấy thôi. Rồi, thì hôm nay mình thực hiện cái lệnh rút tiền các bạn. Thì tiền này ở đâu? Nè các bạn đi vào cái hình personal nha. Ở dưới cái cuối màn hình nè. Chỗ này. Bạn click vào đây. Các bạn sẽ thấy chữ My Access nè. Rồi các bạn click vào chữ My Access ha. Các bạn sẽ thấy nè. Thì hiện bây giờ mình sẽ có cái USDT ấy, mình có 29 đô các bạn. Đó, là tương đương 185 tệ các bạn. Thì chủ yếu là mình rút cái USDT này. Thì cái USDT này á, cái lịch sử của nó là các bạn, mình bấm vào đây. Thì các bạn thấy nè. Có lẽ là mình được hưởng thông qua cái việc mà người ta mua ti các bạn. Lúc trước á, nó có IDO, ICO gì của nó đó. Và nó bán thì mình được hưởng cái này. Cho nên là hiện bây giờ mình có cái số tiền này ha. Thì mình rút. Còn các bạn không có thì sao rút được nha các bạn nha. Rồi thì để thực hiện cái lệnh rút ha. Thì các bạn hãy bấm trực tiếp vào đây. Rồi, các bạn sẽ bấm vào withdraw money nha. Bấm vào đây. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ thấy này, cái chỗ này đã điện cái ví nè. À, và ở đây nó có cái mạng này nè, TRC20 nè, BEP20 nè, tùm lum hết. Heiko nè, Omni nè, ERC20 nè, rồi TKIP20 nè, Ango rồi vân vân nè. Nói chung là rất là nhiều cái mạng ha. Thì bây giờ để rút thì mình rút về Remitano các bạn. Rút về Remitano để mình bán ra mà lấy tiền Việt đúng không? Cho nên là mình sẽ mở cái app Remitano lên ha. Các bạn mở cái app Remitano lên các bạn. Và cái app Remitano này nó đang đào cái con Granet nha. Các bạn nhớ đăng ký thì con Granet luôn. Nếu mà các bạn chưa đăng ký, các bạn đăng ký rồi thôi thì nhớ bật đào nha. Thì ở đây có con Renet này, mình đào được 2946 con Renet rồi các bạn ha. Đó, thì đang đào như đó, hy vọng là nó lên sàn giá được 1 đô là cũng mừng rồi ha. Rồi tiếp theo chúng ta hãy đi vào cái ví các bạn nè, các bạn đi bấm vào cái hình đó nha, các bạn kéo xuống các bạn lấy cái ví nè, bấm vào đây ha, để chúng ta lấy cái ví các bạn. Thì cái ví ở đây là cái ví gì các bạn? Cái ví USDT mà. USDT thì các bạn thấy nè, giống nhau nè. Không? Đó, các bạn bấm vào đây. À, các bạn bây giờ bấm, các bạn bấm nạp. Nạp tức là nạp tiền vô đây. Là mình rút về đây đúng không các bạn? Bấm vô đây, nạp. Đó. Thì ở đây nó rất là nhiều mạng các bạn. Ha. Ha, ở đây nè. Mạng nè. Ví dụ như cái mạng T3 các bạn thấy nè. Cái mạng ETH nè, tức là ERC20 thì cái phí nó 20 đô. Min của nó là 20 đô các bạn.
min rút có 20 đô. Còn cái TRX là min rút nó là 1 đô và BSC tức là BEP 20 các bạn thì là min rút của nó là 0.01 đô nha. Thì ví dụ như các bạn chọn cái bạn BSC này đi. Nghe nó cho này, bạn Sol nữa các bạn nè ha. Chọn BSC này đi. Đó. Rồi bạn lưu ý là bạn lưu ý này nha. Bạn phải nạp ít nhất 0.01 USDT để được ghi có. Các khoản nạp nhỏ hơn 0.01 USDT sẽ không được hoàn lại. Địa chỉ gửi này chỉ chấp nhận USDT, không gửi các loại khác vào nó. Rồi, nếu mà các bạn chọn là BEP 20 đúng không? Thì các bạn phải qua cái app này. Các bạn cũng chọn mạng BEP 20 cho mình. Đây, chọn vào đây. Chọn vào đây. Ví dụ, phí nó cũng là 1 đô các bạn. Ha. Đó, cũng là BEP 20 hết nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện rút. Mình sẽ thực hiện lần rút rồi các bạn nha. Thì để rút được các bạn phải dán cái ví vô đây đúng không? Thì các bạn qua Remitano. Các bạn nạp vào mà các bạn phải copy. Ha. Copy. Được chưa các bạn? Rồi sau đó các bạn quay qua đây, các bạn dán vào đây. Để dán vào đây. Đó, các bạn xem lại nha. 0x rồi 6A4. Rồi 0x rồi 6A4 rồi ok. À đúng mạng nha các bạn nha. Đúng mạng nha. Rồi bây giờ nó nói là hiện bây giờ có cái giá trị là 29.2 đô nè. Các bạn rút bao nhiêu? Đó. Mình sẽ xem lại. BEP 20 rồi, ok. Rồi mình sẽ rút là 29.0236 luôn các bạn. Ha. Hai chín chấm không hai ba sáu đó, 29.0236 rồi ha, là mình rút vô đó ha các bạn nha. Rồi mình bấm vào đây withdraw of currency đúng không? Rồi thì đây là có 6 chữ số password ha. Thì các bạn hãy nè, nếu mà các bạn chưa có các bạn phải tạo đây nha, bằng cách là bấm vào đây đó, thì các bạn tạo 6 cái số này nha các bạn nha. Rồi tạm thời mình ngưng để mình tạo cho các bạn nha. Đến cái bước mà nó kêu mình lập đăng nhập cái password các bạn nha. Các bạn nhớ dùng cái password mà đăng nhập á để các bạn bấm tiếp nha các bạn nha. Rồi các bạn khi mà các bạn set cái transaction password rồi đó các bạn tạo cái mật khẩu giao dịch rồi đó là 6 chữ số rồi, các bạn nhớ ghi lại ha. Sau đó các bạn bấm vào confirm giúp mình nha. Bấm confirm nha các bạn nha. Đó, địa chỉ không đúng mà. Địa chỉ không đúng. Nếu như mà rút nó không ok á các bạn hãy chuyển sang TRC20 nha. Và cái bên Remitano các bạn cũng chuyển sang TRC20 nha các bạn nha. Nhớ chuyển sang rồi copy cái ví nó vào nha các bạn. Nhớ chuyển cùng mạng á mới được. Khác mạng là mất tiền nha các bạn nha. Rồi sau đó thì mình điền cái số tiền vào ha. Rồi bấm là withdraw of currency các bạn này nè. Bấm vào đây. Rồi thì các bạn điền tiếp cái 6 cái mật khẩu giao dịch nha các bạn nha. Rồi tạm thời mình ngưng để mình điền vào. Rồi sau khi các bạn điền rồi các bạn bấm confirm chỗ này nha các bạn nha. Rồi, nó nói là việc mà yêu cầu nè, T-Chain là việc yêu cầu rút tiền đã được đệ trình thành công ha. Rồi bấm ok các bạn. Thì khi mà mình mà rút tiền thì ở đây nó còn không các bạn nè. Ha, nó còn không nè. Nó còn 0.18 USDT thôi. Bấm vào đây xem cái lịch sử các bạn.
Đây nè, nó đang yêu cầu đó các bạn ha. Nè các bạn thấy không, nó có dấu đây nè, có dấu đồng hồ cát nè. À, nó đang duyệt đó các bạn. Khi nào mà nó ra cái tích xanh là ok nha, ra tích xanh như này thì ok cho các bạn nha. Đó là chúng ta cứ chờ thôi các bạn, không cách nào. Rồi bây giờ mình rút cái con khác cũng ngay các bạn ha. Rút cái con ví dụ như là BTC nè, nó cũng y chang nha bạn nha. Ở đây mình có 16 tệ nè các bạn ha. Mà không biết là cái min rút bao nhiêu thôi. ETH nè, cái này là những cái phần thưởng mà về Europe hổ các bạn. Nó cho á, ví dụ như đây BNB là 19 tệ nè. Ha, các bạn có thể thử rút như vậy nha. Thì khi nó nào nó ra dấu tích xanh là ok nha các bạn nhé, là các bạn kiểm tra bên Remitano là ok ha. Rồi, thì cách rút như vậy thôi các bạn. Rồi chúc các bạn có thì rút thành công nha. Còn không có thì thôi cũng không sao cả. Chủ yếu là đào cái ti đó các bạn. Rồi sau này những cái ti mà nó có thông tin mới á, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn. Các bạn hãy đăng ký ti ủng hộ mình nha các bạn nha. Rồi. Khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ các bạn thì tiền nó từ ti chain nó đã chuyển về Remitano các bạn. Bây giờ chúng ta hãy đi vào cái ti chain chúng ta kiểm tra nha. Rồi. Thì mình vô cái chỗ personal các bạn nhé, my access ha. Chúng ta hãy click vào cái chủ USDT này các bạn ha, click vào đây. Rồi thì các bạn thấy nè, cái này á, là nó rút hồi sáng mình rút nè, bây giờ nó trả về các bạn 28 nè, nó trừ đi phí một đô đó các bạn, nó còn là 28.023613 ha. Thì bây giờ chúng ta hãy kiểm tra qua Remitano nè các bạn. Mình mở Remitano các bạn xem nha. Rồi các bạn thấy nè. Đây. Cái USDT nè. Vô được 29.18 nè. Bởi vì trong thẻ của mình thì chỉ có 1.16 USDT thôi các bạn. Bây giờ nó về 28 thì nó ra được 29.18 đô ha. Đó, thì bây giờ nó đã về như thế này rồi các bạn, bán USDT ra về VND các bạn, rút về ví nha, về thẻ nha các bạn nha. Đó. Cho nên là T-Chain rất là tuyệt vời nha các bạn nha. Nhưng mà hiện bây giờ T-Chain giá khá là rẻ, ti các bạn. Thì các bạn để thời gian sau thì khi nó ngon lành thì các bạn có thể là bán ra nha. Còn hiện bây giờ thì các bạn có thể trữ hoặc bán tùy các bạn thôi. Rồi, chúc các bạn thành công.